còn nhân ra học tổ. Đây là đây nguyên thủy, là trước đây là có 16.000 mét vuông, nhưng hiện nay thì còn hơn 10.000 mét vuông. Tên đầy đủ của Chú Vương Tiên là Phụng Chữ Nhất, Phụng sinh ngày 1 tháng 8 năm Bính Dạ năm Nhâm Dần 137, Phụ Tịch ngày 7 tháng Giêng năm Canh Ngọ năm Canh Tuất 230. Quê quán của ông là quận Bến Lương, nước Nỗ, bây giờ thuộc về tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Thời Vương Mãng trước ngôi nhà Hán, tổ tiên của ông chạy sang đây, và theo thần tích thì Phụ Chữ Tứ là đẻ ông đã là đời thứ 6, và ông cũng là được đẻ ở tại quê hương Việt Nam ta. Thời Bắc thuộc thì nhà Hán đưa Phụ Chữ Tứ làm quan thái thú ở quận Việt Nam có địa danh từ đều ngang Quảng Bình vào đến Bình Định, và đến giáp Đông Hán thì Phụ Chữ Tứ sẽ đưa ông về kinh nhà Hán để học theo học ông Lưu Tử Kỳ người ở Vĩnh Xuyên. Đến năm giáp năm Hán Hoàng Đế thì ông được Đỗ Hiếu Liêm và được bổ nhiệm làm thượng thư nang của quận Vĩnh Dương về quê cũ. Thời gian làm quan cũng chẳng được bao lâu, khi cha ông chết thì ông đã xin từ quan để về chịu tang cha. Chịu tang cha xong, ông lại đỗ khoa mộ tài, lần này được bổ nhiệm làm huyện lệnh của huyện Vũ Dương. Sang huyện Vũ Dương được nửa năm, nhà Hán đưa ông sang làm quan giới thú của quận Giao Chỉ của mình đây. Quận Giao Chỉ bấy giờ là tương ứng cả miền Bắc, và ông sang một thời gian rất ngắn thì tam hùng của nước Tàu chia nhau thành thế dân vàng, gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa Ngũ Trục Ngô, Bình Hạ thuộc về thằng Ngô. Lúc bấy giờ là trong phương Bắc là đại loạn, nhưng mà ông ngồi ở thành Như Lâu này, ông đã cho xây dựng cái thành Như Lâu này sầm uất như một kinh đô của một nước độc lập, đã trở thành một trung tâm trí thức, học thuật, văn hóa, thương mại lớn. Và ông đã, trong đó có nhiều người ở ngoại quốc cư ngụ làm ăn sinh sống ở đây, trong đó có tu sĩ Ấn Độ. Vì thế trên ông đã tiếp thu với đạo Phật, và ông cho xây dựng cái chùa Dâu sớm nhất và cổ nhất nước Việt Nam ta. Bây giờ là chùa Dâu là tháp 9 tầng, cầu vòng 9 nhịp, chùa đủ 100 gian. Thế và ông lại tiếp tục, trong thời gian đất nước Việt Nam mình làm sát nhất Tam Quốc, nhưng mà ông vẫn giữ yên bờ cõi hơn 40 năm, và có hàng trăm quân quyền của nhà Hán cũng được sang lên nương tựa trong thời đại loạn. Và ông trong thần tích và các sách cũ, người ta ca ngợi ông là một người học thì thông thái, tinh thông của Nho giáo, giỏi binh thư binh pháp. Ông là một người mưu trí mà lại sáng suốt, là một người hiền. Và trong người ta ca ngợi ông vẫn là một người nhà một nhà tổ chức ngoại giao tài hoa kiệt xuất của một thời, là một nhà văn võ song toàn, là một nhà giáo, một nhà chính trị, một nhà tổ chức, một nhà ngoại giao. Ông đã tập trung vào vun vén cho những dân tộc cổ mình bấy giờ. Ông đã nâng cái vị thế đất nước của mình và cũng như là con người từng bước được nâng cao trong thế giới. Từ cái chỗ mà đất nước mình không có chữ nghĩa gì, như ông đã từ cái đó mà ông đã giữ yên hơn 40 năm, ông đã thấy rằng là hòa bình như thế mà dân mình được yên ổn như thế, thì ông lại nghĩ ra cái chuyện là phải có cơm ăn áo mặc. Bởi vậy cho nên ông đã dạy dân mình làm cái lúa nước hoàn chỉnh. Sau khi làm nước hoàn chỉnh xong thì đêm ông nằm ngủ được ông tiên ông báo động là có cây dung thụ nó trôi ở rừng mình vàng vẻ, thì lấy cái cây đó để tạc tượng tứ pháp gồm có 4 vị pháp vân, pháp vũ, pháp ngôn, pháp đẹp. 4 vị này cầu được mưa thuận gió hòa. Ông cứ ngồi ở thành Như Lâu này hơn 4 năm nhưng mà toàn được mùa. Trong thần tích người ta nói là tối dân đi ngủ không phải đóng cổng, no ấm mà không có trộm cắp gì cả. Thế thì ông đã thấy là dân no như thế rồi, thì ông lại nghĩ đến cái chuyện là phải có học hành, phải có chữ nghĩa thì mới con người mới tiến bộ được. Bởi vậy cho nên ông đã đưa cái chữ nho vào đây, và ông đã cho dựng cái chùa Bình để dạy chữ nho cho dân tộc của mình. Và chính cái đền đây ông cũng là vừa làm quan ông vừa dạy học. Đấy. Ông đưa thi nễ nghĩa vào đây, ông đưa cái chữ nho vào
và để đất nước Việt Nam mình lúc bấy giờ được công nhận là đất nước có nền văn hiến văn tự là do công của ông. Thế và qua như thế là vua Quang Trung lên ngôi năm thứ hai có phi phong cho ông là một ông vua của nước độc lập, là vì dân mình có cơm no áo mặc được học hành. Đấy, thế cho nên là công lao của ông là rất lớn trong cái việc như thế. Vì vậy cho nên các triều đại người ta phong cho ông là hơn 33 cái sắc phong. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của mình, Bác Hồ cũng rất là sạch giỏi. Sau khi năm sau năm thứ hòa bình lập lại thì đến ngày 13 tháng 4 năm 1964, Bác Hồ đã có quyết định là công nhận khu di tích lịch sử quốc gia đền Năng Sĩ Vương và đồng thời là cả Chúa Châu. Cho nên là các triều đại về sau này người ta thấy cái công lao của ông lớn như thế, cho nên người ta đã gọi là, cho nên cái thôn Tam Á này được hưởng lợi rất nhiều. Cái thứ nhất là người ta giao cái năng mộ đền đài này cho dân, cho nhân dân thôn Tam Á và trông nom, khi thấy hư hỏng là phải báo lên để các quan ta cho sửa chữa. Ngày 7 tháng Giêng là ngày đại lễ, là quan phủ quan huyện phải trực tiếp ở đây tế, và từ cái quán lễ từ mùa hạ mùa thu mùa đông là do địa phương nào. Và cái thuế của thôn Tam Á này là được miễn là người ta mới tính ra là cái thôn Tam Á này là tổng kết là 50 quan tiền hay là 70 quan tiền người ta mới cho để lại. Và người ta liệt kê cho là ngày 3 ngày lễ, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết Nguyên đán hàng năm ấy, là mỗi ngày một con lợn con sôi. Và ngày 2 ngày đại lễ, ngày mùng 7 tháng Giêng, mùng 1 tháng 8 là mỗi ngày một con trâu và 3 con sôi. Thì bấy giờ đấy thế là và khi mà trên người ta đã liệt kê như thế là phải chấp ngày nghiêm chứ không dám tiêu quá. Đấy, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà ví dụ bây giờ ngày xưa người ta gọi là khu đê tạp dịch, bây giờ gọi là dân công xã hội chống lũ chống bão, là người ta miễn cho không phải đi, ta miễn cho nhưng mà phải ở lại để trông nom cái đền này năng tầm ở đây. Ngày xưa người ta coi cái công lao của ông lớn là quan trọng như thế chứ không phải như bây giờ. Đấy, còn cái đền ngày xưa người ta xây dựng theo hình tháp, đây là cái đền thượng, còn cái chỗ này là cái đền trung, và hai bên dãy hành lang đây là mỗi bên 10 gian khép đến tận ngũ môn kia. Nhưng mà cái thời 45-46 là ta tiêu thủ kháng chiến, ta đốt đi thì đốt bốn tối thì cháy mất cái đền trung chỗ này, và hai dãy đền hàng nam kia là bên đằng nam là cháy hết, bên đằng bắc là đến cái phòng con ngựa cũng không cháy được, riêng cái đền thượng này là đốt cả bốn tối cũng không cháy được. Đấy. Sau khi người ta thấy không cháy thì người ta cho dơm dạ và người ta cho cả dầu hỏa vào cũng không cháy được. Thì đấy là ngày xưa như thế. Cái thứ hai nữa là ở đây ngày xưa nó như một cái rừng nguyên sinh, cây cối dày đặc, bốn mùa xanh tốt, chim muông thú vào đây rất là nhiều. Thế chứ không phải nếu bây giờ, nhưng mà cũng là cái thời Tây khi mà loạn đấy, thì là cái đường 182 ngoài này đây thì tối mình cứ đem dân công ra để quốc đường phá hoại và đồng thôn mình, nhưng mà sáng ra nó đi kiểm tra thì nó bị đánh, cho nên là Tây nó lại bắt chặt hết cây cối đấy đi. Còn cái cây cối này mới chỉ có hơn 30 năm tuổi thôi. Còn cái ngũ môn kia là giữa thế kỷ 18, một ông Trần Danh Ninh, ông ở huyện Bảo Triện, ở thôn Bảo Triện huyện Gia Bình ngay đây, lúc bấy giờ ông là bộ thượng thư, ông cho dựng cái ngũ môn kia. Thì là ngoài ông đề bốn chữ là Nam Giang Học Tổ, trong này bốn chữ là Hiếu Công Nho Giáo. Còn các cháu tí nữa ra tham quan ở cái năng đây thì trước đây ấy, là trong sử tích người ta nói là khi ông mất là 36 cái năng, 36 mộ, chứ không biết cái mộ nào là thật cả. Thế và khi ông sắp mất thì ông có nói với tất cả hậu cận vẫn là và các cái người gần ông ấy, là người ông bảo là khi thầy mất thì để thầy làm sắc. Thế nhưng mà hỏi lại thì bảo tại sao thì ông chỉ cười chứ không nói gì cả, vì các hậu cận và các môn sinh không chấp hành ý kiến của ông, cho nên là mới biết cái thật giả. Thế thì cứ sau khi mà tối một tí thì nó bắt đầu cái tiếng giảng bài ở dưới mộ lại phát lên bình thường, vì thế người ta phát hiện ra thật giả. Thì tiếng lành đồn ra tiếng đồn xa, thì do đó mà
cái anh tàu nó mới nghe thế, như thế nó mới sợ quá, nó cho quân quyền sang, nó đào đến đặt sắt xuống, thì từ ngày không còn tiếng đàn ngoài đấy như thế. Thế và qua như thế là cái năng đấy thì có hai con cừu, một con ở mé đằng đông cửa, một mé đằng tây cửa. Thế thì con mé đằng tây cửa là chạy đồng châu phá lúa, bị bà Đức Thánh Mẫu và trong chùa Dâu bà Bán Nương, bà ra bà dùng phép bà đánh cho một nhát vào mắt để cầm làm tháp chùa Dâu bây giờ. Nói tóm lại là ông là có ba cái công lớn đối với đất nước Việt của mình. Cái thứ nhất là ông đã ngoại giao, ông ấy dùng ngoại giao và ông ấy dùng biện luận của ông ấy. Cho nên là đất nước mình được yên ổn hơn 40 năm, mà giữ yên hơn 40 năm như thế là không xảy ra loạn nạc là một cái công rất lớn. Bởi vì khi loạn nạc xảy ra là chết chóc đau thương rất là đói nghèo. Cái thứ nhất nhớ cái công lớn thứ hai là cái công mà ông đã đưa dân tộc về của mình có cơm no áo mặc, được học hành. Đấy. Và ông đã đưa thi thư lý nghĩa vào, đưa cái chữ Nho vào để đất nước mình được công nhận là đất nước có nền văn hiến văn thực là do công của mình. Cho nên là công của ông là rất lớn đối với đất nước Việt của mình ở đây. Cho nên là Bác Hồ rất là cũng thông thái, tức là không phân biệt ông là ai, không biết ông là ai, nhưng mà cứ biết rằng người ta có công với đất nước mình là vinh danh, có thế thôi. Cho nên là ông muốn là được tất cả hơn 70 nơi thờ chứ không nên ở đây đâu. Ngay Bắc Ninh mình cũng 2-3 nơi thờ, ví dụ như là đây là nơi thờ, và trên Thanh Chương cũng thờ, cũng trong huyện Lần Lành này, và ở bên chỗ bên chỗ thôn Đại Trung ở bên Thiên Du cũng thờ ngài. Đấy, nhưng mà các nơi thờ thì chỉ người ta thờ vọng thôi. Đấy, nhưng còn ở đây thì là có năng mộ. Đấy, thế và coi thế là công nào của ông là như thế, và coi là tôi cũng chỉ tóm tắt lại thân thế sự nghiệp của ông như thế, và coi là để nếu mà mời các thầy cô giáo hoặc là các cháu mà muốn chụp 16 câu thơ ở cái phòng khách kia, mà có một vị tác giả là giấu cả tên và giấu cả mặt, tức là tối người ta đem ra đây thôi chứ người ta không ghi tên, người ta không biết ai cả. 16 câu thơ này thì là nằm ở 4 chỗ. Cái chỗ thứ nhất là hùng cứ một phương đất Đao Châu, nội trị ngoại giao khéo những nàn, giữ yên bờ cõi thờ loạn lạc, những bậc chí hùng lẽ lào hơn. Thời ông cực thịnh dân yêu mến, sáng khánh chiều chuông sáo kèn vang, ngựa xe nô nức người đi lại, nuôi nâu há lại kém Trường An. Việc quan nhàn rỗi siêng đàn sách, góp phận xây dựng nên nền đất thiên văn, dạy cho dân biết điều thi lễ, xứng là đất tổ, xứng là cái gì tổ đất Trời Nam, học tổ đất Trời Nam. Đấy, đấy và cái chỗ cuối cùng là năng mộ ngàn thu cửu chấn phục, năng mộ ngàn thu cửu chấn phục, năng mộ ngàn thu cửu chấn phục, tam quan cổng đón đất Nho Sinh, ngày dương tối nguyệt thánh trì tụng, con cháu nơi này mãi vinh quy. Đấy, tôi xin là cuối cùng xin là chúc các thầy cô giáo ở trường Nguyễn Nâng Đăng Đạo là thông minh sáng suốt và có nhiều cái bài giảng hay dạy giỏi, trở thành giáo viên dạy giỏi của trường. Thứ hai là chúc tất cả các bạn học sinh học thật giỏi, thông minh sáng suốt để trở thành những người chủ nhân tương lai của đất nước. Chúc các cháu bay cao bay xa. À vâng.